Các bạn thân mến, nếu mà chúng ta muốn có một ngày gọi là một trải nghiệm thật thư giãn và thật yên bình thì đố chị biết chúng ta nên đi đâu ạ? Đây sẽ là một gợi ý vô cùng đặc biệt và thú vị dành cho tất cả quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng đến với Thanh Trì. Let's go! Điểm dừng chân đầu tiên trong lịch trình hôm nay chính là một trong những ngôi làng làm bánh chưng lớn nhất Hà Nội, bánh chưng Tranh Khúc. Con xin chào bà, con chào bác. Bánh chưng Tranh Khúc ngon trước hết là nhờ nguyên liệu được chọn lựa kỹ càng. Loại nếp dùng để gói bánh là nếp cái hoa vàng. Đỗ xanh phải là loại hạt nhỏ, ruột vàng, được thổi chín và giã nhuyễn. Nhân từ thịt heo nạc vai và ba chỉ, vì thế bánh có vị béo ngậy. Ở đây thì là có cái đặc trưng của làng Tranh là gói bằng tay, không gói bằng khuôn. Gói bằng tay là nó sẽ cái bánh nó sẽ chắc hơn, luộc nó không bị lỏng cái bánh. Nếu mà những ngày bình thường này thì chỉ gói được 100 hơn 100 cái. Những hôm nhiều thì gói khoảng 1.000 cái. Bây giờ là chúng ta đã rất là no bụng với những chiếc bánh chưng rồi. Đúng. Trời thì bắt đầu nắng, chúng ta cần một cái gì nhờ? Mình cần một cái nón. Mà mình là người Việt Nam nên mình cần một cái nón lá. Chính xác. Mà ở đây thì là Thanh Trì sẽ có một làng nón lá vô cùng nổi tiếng. Chính xác, đó chính là nón lá Vĩnh Thịnh. Đây, đây sẽ là cái nơi mà mình có thể học nghề làm nón lá. Chào các bác. Chào các bác ạ. Dạ, các bác đang làm nón đấy hả? Để làm ra một chiếc nón lá phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp như nứt vành, cắt chỉ, quàng dầu. Mỗi công đoạn đều thể hiện sự kỳ công, cần mẫn và tinh tế của người làm nghề. Uốn như này. Đưa vào khi nó mà chưa tròn thì mình lấy tay mình đẩy như này. Đấy, này, vậy là tròn nhá. À, nó có sẵn cái đường để mình cắm vào rồi đúng không ạ? Ở đây mình đặt một cái khớp của nó này. Nào bây giờ mình đặt vào nha. Wow, vừa đi xuống đẹp lắm. Một lần nữa cho cảm ơn các bác rất nhiều. Không chỉ nổi tiếng với những làng nghề truyền thống, đến với huyện Thanh Trì, ta còn có thể ghé thăm nơi được xem là ốc đảo xanh của Hà Nội, công viên thực vật cảnh Việt Nam. Biệt mỗi du khách khi đến công viên sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị với thiên nhiên như chế tác xương lá cây, làm tranh từ lá cây. Thưa quý vị, có thể nói đây là thành phẩm mà chúng tôi tâm đắc nhất trong ngày hôm nay đó ạ. Vâng, và thực sự Rufino rất hào hức với hành trình rủ nhau du lịch Thanh Trì ngày hôm nay bởi vì thực sự là nó quá là thú vị luôn. Chính xác, và hy vọng là những gợi ý của chương trình sẽ giúp cho các gia đình hoặc là những ai đến với Hà Nội sẽ có thêm những địa chỉ thật là thú vị để đi tham quan Hà Nội đến để yêu, đúng không ạ? À?